Ừ, các bạn thân mến, hôm nay mùng 8 tháng 12 thì vào Kon Tum thì lại có hôm nay thì có mấy cái hình chia sẻ các bạn, một số cái là nguyên bản để các bạn nhìn thấy, và đặc biệt có một cây xanh xanh với một cây là rất đặc biệt. Một cái cục này thì cũng nguyên bản đặc biệt nặng gửi đi cũng có ngay. Thì cái này là của Đắc Côi, thì hôm nay này cái mấy đứa mà ở chị Sa Thầy chưa một ai nó không xuống đấy, thì tôi chỉ lấy mấy cây của bên Đắc Côi. Thì đấy nó có 9 cái, thì bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207. Tôi vào cái hình thứ nhất là 600.000 đây, chắc tôi cảm này. Cái này là cục nguyên bản, nó cũng rất chắc. Của đây cái cây này nó dài được 1 gang, 2 gang, 3 gang, nó khoảng 60 cm. Đây nó có mấy thân như này, các bạn nhìn thân lá này 60 cm, loại này lá tre nó mỏng, nên cái này mà gửi cho các bạn là lá nó có thể nó héo đấy, thân lá nó như thế. Các bạn nhìn cái này thân thấy nó cũng, cái này thấy cũng sạch sạch. Đấy thì tôi cứ quay này, sạch hay không sạch hay là nào đi. À, cái này. Đấy thì nên thế, còn đây cầu cỏ người ta bắt cái vỏ này. Nó 60 cm. Cây này là 600.000. Sang cái thứ hai thì cái cục này nó rất dài. Cái cục nguyên bản này nó là, đây nó cái thân cây dạng này. Các bạn nhìn. Cái này nó mọc đây, nó bao nhiêu chỗ này thì bán rất chắc này, cái này nó nỉa nhưng cái đây bán rất chắc này. Cơ bản này, nhưng mà tôi vẫn phải rút, buộc một cái rút đây cho nó chắc này. Đấy thì cái này thì lá nó cũng héo héo thì vang đi nó ngã rừng, thì cái này chắc nó cũng phải được mấy gang. Đây thân nó cong chứ không phải là nó gãy, 1 gang 2 gang 3 gang, nó 60 cm. Đấy lá nó gãy, cái này thì chắc phải tôi phải buộc cái rút vào đây. Tôi sẽ buộc một cái dây rút này vì dễ, chỗ này hơi bung, còn bên này bám rất chắc. Đấy cái này được mấy cái thân ở đây, thì tôi quay này nói thì cũng vô cùng. Loại này thân mạnh. Đấy là thì cái này cũng 600.000, nếu bạn nào mua một là để gửi nguyên cái này thì nó nặng hơn tí, còn nếu không, nếu mà cắt ở đây thì tôi sẽ cắt ở đây. Đấy, còn cái thân này thì nó gãy, nó dập gãy, gãy từ trong rừng chứ hình như là không phải là người ta mang. Đấy, còn tôi sẽ, đây 1 2 3 rễ này nó bung là tôi cột này, còn bên này rễ rất chắc. Đấy thì cái này cũng khoảng 60 cm. Đấy, cái hình hình hai là 600.000. Đấy các bạn nhìn thân lá. Sang cái hình thứ ba, cái cục nguyên bản này rất to, nó cũng nặng đấy nhưng mà nó bám rất chắc, các bạn thấy không? Thì cái hình số 3 là 800.000. Cái này nó dài chắc phải hơn 3 gang, 1 gang 2 gang 3 gang. Như các bạn nhìn cái đầu đây là nó, cái đầu đây nó bị gãy này nhưng nó thắt ngọn rồi không sao. Cái này lá rất đẹp, cái vùng lá dưới này nó rất tròn này, nó như là nó mít này các bạn. Đấy, các bạn nhìn lá của nó rất đẹp này. Cái lá gốc nó tròn này. Lá con vàng vàng này, tròn, cái cây nó còn còng rồi đấy, thân thân lá nó như thế. Cái cây này lá nó bóng bóng, các bạn nhìn thấy không? Thấy lá bóng bóng. Đấy còn cái đầu nó cứ một cái tí nó gãy này, nếu các bạn nào nào nếu mà đã sưu tầm mua thì ấy. Cái này thì hình này 800.000. Cái này nếu mà đóng vì cái cục nó nặng chắc là phải làm thùng xốp, đấy nó cũng lằng nhằng đấy, là cục này 800.000, không thì tôi cũng để tôi treo. Thì tôi như tôi treo cả nguyên này buộc ốp phần thôi, chứ còn bây giờ mà trả đi để cho nó mỏng để mà gửi nó nhẹ thì chắc là tôi thấy là nó cũng không nên. Bạn nào ấy thì cố gắng ấy thì đóng thùng xốp, thì thùng là cái này là 800.000, hình số 3 là 800.000, hình số 4 là 1 triệu. Cái này thân nó rất to đấy, nó có mấy thân to được 2 4 5 cái thân già, đốt dày đốt ngắn. Như lá đây, lá nó rất ngắn và mỏng, à, lá nó nhỏ mỏng đấy. Các bạn thấy không? Đầu nó nù này, thắt gọn. Cái này thì rất to, các bạn so ngón tay tôi nó to hơn những mấy cái đây. Như cái đây các bạn nhìn so nó mạnh này, nên nhiều bạn ở ngoài
Thì ngoài Bắc khi nhận cây và sau thân nó nhỏ thế, thì các bạn nếu mà sưu tầm lan rừng Tây Nguyên thì những cái cây nhỏ thì nó cứ không như ở ngoài Bắc. Đấy thì các bạn chú ý đấy, công là nhiều khi lại mua xong xong lại bảo thợ tại sao thân nó nhỏ đấy. Cái rằng của con tum này nó nhiều cái thân rất mỏng nhưng mà hoa rất đẹp. Thì các bạn cứ đấy, cái này thì đây rễ nó một vùng đây. Cái thân to, cái này nó dài 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang. Đấy. Thân nó thế, mặt bên này thì nó đây. Đấy, nó mọc ở trên những cái dây rác người ta cắt cả một bụi đây. Đấy các bạn thấy, đây còn lá nó đây thì cứ quay này là các bạn nhìn, thân nó đen chùi chũi. To, lá nhỏ mà dày lắm. Đấy. Thì cái hình số 4 này là 1 triệu đồng. Sang cái hình số 5 này là nó mọc ở trên một cái thân gì đây, gỗ nó khô nhẹ lắm. Cái này thì nhẹ. Như nó cũng bám chắc vào đây. Cái này nó được mấy thân này, cái này thì hình số 5 này giá 1 triệu. Cái lá của nó rất là xanh. Đấy các bạn nhìn so với như mấy cái này. Còn đây cây xanh sạch thì không nói rồi. Cái này thì thân của nó tương đối là thân xanh lá xanh. Còn sạch hay không thì đây các bạn đấy, đây ở phía này nó có một vài cái đây hình như là nó vết xước. Như thân của nó thì nó không trong lắm nên là tôi cũng chỉ nói là nói chung là xanh, chứ còn sạch thì tôi không khẳng định. Cái cục này nó nhẹ thì gửi đi theo. Đấy là các bạn nhìn thấy có cái thân đấy của nó đây, cái dòng thân thân mỏng mà đấy thân nó rất xanh. Kể cả cái này thì nó gãy ở đây, gãy cũ trong rừng. Mà cái đây là bị gãy. Đấy, đây là hơi gặp và đấy thì các bạn nhìn nhìn thế thôi chứ còn mô tả không biết. Cái này lá nó này thì gửi cho các bạn là nó héo này, đến nó dập gãy người ta đưa đi rừng, mặc dù nó là nguyên bản nhưng mà đấy. Còn cổ lá của nước đây thì tôi quay thì nhiều bạn vào quay. Từ cây này tôi chỉ nói nó xanh chứ còn sạch thì tôi không không nói. Đấy. Cổ lá nó cũng tương đối là sạch để các bạn nhìn thấy nhá. Đây thì các bạn cứ nhìn, các bạn định hình không là vì tôi cũng quay, tôi cố gắng quay gần để cho các bạn. Đấy. Còn mặt trên của nó đây. Đấy. Thì cái này là 1 triệu. Sang hình số 6 thì cũng nguyên bản, cái này bám chắc đây, hình như cái này nó là hai gốc này, một gốc đây gốc đây. Thì đây nó có một cái cây nhỏ, đây một cái to. Thì cái hình số 6 này là 1 triệu, 1.200.000. Đấy các bạn nhìn đây, thân nó cong cong chứ không phải gãy. Còn đây là một túm cái thân này thôi, nó rất nhiều. Đây là cái này thì nếu chăm tốt là khi mình chăm là nó vẫn là nù này, vì các cái thân nó mà cong queo đây. Đấy thì cái này là 1.200.000. Lá của này là loại lá nhỏ. Đây các bạn nhìn thân của nó rất là đã. Cái này tôi thấy rất là đã. Lá có chấm chấm tím. Đấy, thì cái thân nhỏ của nó cũng đây. Các bạn nhìn thấy, thân nhỏ của nó được khoảng 20 cm, còn cái này nó được khoảng hơn 40 cm nhưng nó cong. Các bạn nhìn thấy lá đây là nó lá rất dày. Đấy, lá đây nữa. Cái này nó mặc còn nếu mà để đúng lá rất đẹp này, các bạn nhìn này. Đấy, thân nó tím nhiều. Tím. Đấy là mặt trước. Nó bám rất chắc vào cái này là nguyên bản. Đấy là mặt sau nó đây. Đấy thì tôi cứ quay lên các bạn nhìn. Thì cái này cũng rất là đặc biệt. Đấy. Còn đây cái thân nhỏ của nó đây. Đấy, quả nét. Cục nguyên bản đây. Đấy, hình số 6 này là 1.200.000 đồng. Sang hình số 7 này là cái này là thân là xanh. Xanh sạch thì người ta bán giá cao hơn, tức là người ta bóc trên cái nó mọc chẳng trên dưới neo.
Thì cái này là 1 triệu 500 nghìn. Đấy, thân đây các bạn nhìn. Các cái thân già các bạn nhìn thế, nó có mấy thân già? 2, 4, 6. Cái này nó gãy từ lâu rồi, là nó gãy từ lâu từ nguyên trong rừng. Còn cái này hoa hay không thì hình như là, cái này hình như chưa có hoa. Trên này nó có một cái đầu kia nhỏ nhưng mà nó hỏng rồi. Cái này hình như chưa có hoa, thân rất nhỏ. Và đặc biệt cái cô bán này, cô bảo nó vừa xanh sạch mà nó vừa hợp cổ lá. Cô bảo tôi để lại trồng nhưng tôi cũng cứ đưa lên đây. Đấy, thì cái này thì tôi quay rõ lại để các bạn xem. Đấy, thân đấy, thân xanh đét. Cái dòng này lá nó rất mỏng đấy, nó cơ bản khá ngọn này, lá mỏng này, gửi đến là có khi là lá nó héo đi. Đấy các bạn nhìn, đây là mặt bên này, thân của nó rất là mềm. Đây là có cái hình nó bị xước chứ không phải là nó vết. Do điện thoại lấy nó không chuẩn nó nằm. Đấy các bạn nhìn này, dòng lá rất nhỏ. Đấy nó còn có cả cái, đấy xanh. Lá như này thì bắt đầu nó non, nó gãy. Cái này chưa có mặt hoa. Và đây rễ của nó ăn vào một cái dây. Thì cái này là 1 triệu 500 nghìn đồng. Đấy các bạn, thì tùy các bạn, thì nhiều bạn cứ nói là dòng xanh sạch thì đấy. Thì đây này, cái này thì tôi thấy là nó đấy, thân nó xanh và cái cuống lá, cổ lá này, lá nó dòng lá tre mỏng mà dài. Thì mấy cái dòng này là thường là cho hoa là rất là đẹp này. Đấy các bạn thấy không, lá rất dài này, so ngón tay thì lá tre mỏng, thân mạnh, hở cổ lá. Thì thấy mấy đứa hay lấy nó mà cứ hở cổ lá nó mà chú để lại mà sổ thôi, nhưng mà tôi cứ đưa lên đây. Đấy cái này là 1 triệu 500 nghìn đồng, là hình số 7. Còn hai cái hình này thì nó lá nó còn mấy cái, nó rụng mấy cái này. Thì cái này đây thân nó như này các bạn nhìn này, thì 500 nghìn, hình số 8 là 500 nghìn. Cái này thì nó cũng được khoảng hơn 30 cm, này nó hơn 1 gang. Còn các cái thân này thì nó quắt queo này, để rễ nó lùng nhùng này. Đấy, những cái này thân nó cũng tương đối xanh này, các bạn nhìn lá này. Đấy, thì cái hình số 8 là 500 nghìn đồng. Hình số 9 thì nó chả còn cái lá nào nhưng mà nó còn dài này. Cái thân thân tơ của nó năm nay nó cũng được có 40 cm này. Cái thân không biết thân nào này. Ở đây thân tơ của nó hơi bốn, nó đen xì đấy, thắt gọn chả có lá. Thì cái hình số 9 này cũng 500 nghìn. Đấy thì đây tất cả hôm nay là có 9 cái hình của Chimurai. Các bạn nào sưu tầm thì nhắn tin vào số điện thoại là 0965 895 207. Thì video này đây kết thúc, thì xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.